Các người anh em nào đã có nhu cầu mua hạt Liên Quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nha. Heyo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Yoshi. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Đó, bữa nay mình sẽ đi cầm vũ khí đập gõ, ta nói là gõ nát bay mấy thằng mắt ma này nơi đó. Bởi vì bao lâu nay tôi nghe đồn là cái con ngộ khỉ này nó rất là mạnh anh em mà. Cận giờ giữ như cửu. Đó, đầu game phải qua cướp rừng nó mới vui anh em ơi. À bò ơi, qua phụ tôi cho em xin. Đậu xanh chưa kịp nói chữ cho em xin nữa là thằng bò nó ăn luôn anh em à. Thôi, sao nói chung là đồng đội mình ăn cũng đâu có mất mát gì đâu anh em. Đó, một tiếng đồng đội thì mãi mãi là đồng đội. Đó, mình đừng có gì một hai con bùa mà mình mất tình đồng đội với nhau. Để rồi nó nóng lên nó AFK nữa thì mất một sao lúc đó lại bố của nhục phải không ạ. Cho nên thôi cái gì cũng vậy. Mình nhường nhịn nó một tí đi em ơi. Đó, nhường nhịn mà mình lấy được một sao đỡ hơn. Không nhường gì. Ủa nên mình đang nói gì ta? Từ đấy mình 5 giây mình suy nghĩ lại rồi. Thà mình nhường con bùa. Thôi mà bỏ đi nè mà. Bỏ đi. Nói hoài não quá. Nói chung là mình nhường nó con bùa đó em ơi. Thua thà thua gì một trận đấu khó khăn. Nó không có nhục bằng thua gì một cái con bùa bùa lưu anh em mà. Đơn giản thế thôi. Còn giờ có leo bốp nè. Anh em biết làm gì tiếp theo không? Qua đập trên đầu xong nè. Ăn chuối đi con. Đang chuối cả nãy. Trời ơi. Cho em xịt. Ê bò, tao thấy mày là mày hơi quá đáng với tao đấy nha. Tao thấy đầu game vô là đầu game mày ca ếch cái con bù bù lưu của tao nhịn rồi đó. Chứ mày ca ếch mạng của tao nhịn chứ biết sao giờ anh em. Đó, giờ mà nóng quá chửi nó AFK, nó lại càng bố có nhục phải không ạ. Cho nên thôi, cái gì nhịn được thì mình nhịn đi anh em ơi. À, thì sẵn đây mình xin chỉ cho anh em cái mẹo chơi ngủ không. Đó, đập như idol, top rồi lên bảng điểm số đi mày. Đó, thì nói chung á, mình sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo để gọi là đánh ngộ không combo ở đầu game. Tuy mà anh em không có tốc đánh, nhưng mà anh em combo chỉ một giây thôi nè. Một giây thôi. Thì mình chỉ cho anh em cái mẹo nè. Mới đầu cái phần này, cái phần quan trọng nhất nha. Đó chính là anh em hãy vô cài đặt. Ở trong cài đặt có cái phần gọi là thiết lập điều khiển anh em. Anh em bật cho mình, anh em tắt cho mình. À rồi, nói sao đi anh em ơi. Nè, tích rồi tại tôi có quái đập nha. Trời ơi, lên bảng điểm số ngay anh em mà. Quá là nhẹ lương cao đi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề nha. Để gọi là cái tính mình nó hay nói chuyện tào lao xong rồi nó quên cái vấn đề chính anh em ơi. Thì anh em vô cái cài đặt á, anh em bật cho mình đó chính là cái công kích địch di chuyển á. Là anh em thường anh em bật đúng không? Bật để gọi là nó ưu tiên công kích địch hơn đúng không? Không, đánh ngộ không, ở đây chúng tôi không làm thế anh em ơi. Anh em tắt cho mình cái đó đi, anh em nhấn vô cái chỗ đóng á. Là 100% anh em đập là ta nói là sướng ơi là sướng luôn em mà. Đó, đập đồng địch, đau còn hơn điếng nên em ơi. Cái này mình nói thiệt nghe chứ mình không nói chơi nha. Chung là anh em đập khi mà anh em cài đặt như thế á. Cái lượng mà tốc đánh á, thì anh em ở đầu game không có. Nhưng mà bù lại á là nó sẽ đập rất là nhanh. Đó, tuy mà cái lượng tốc đánh ở đầu game anh em không có, nhưng mà khi mà anh em tắt cái đó đi á là ta nói là cái lượng cái thời gian combo anh em combo rất y thì là nhanh luôn nè mà. Mình nói thiệt luôn á, nãy giờ mình không có câu nào mà nói giỡn đâu. Thì như anh em thấy là đầu game mình không có tốc đánh nhiều, nhưng mà cái combo mà mình xả ra toàn bộ combo là thật sự với anh em luôn, chưa tới 1.5 giây nếu mà không ăn chón nha. Còn nếu mà ăn chón thì chắc cũng ra liêu đâu ở đâu đợi tới đâu ăn chuối đi mày. Ta nói là nó tưởng là tôi nó tưởng nó trâu nè mà. Nó trâu ta nói đập 2-3k là chích ngắt rồi em ơi. Ý mà nó là DSB nha, nó lên tăng đó nha. Mà tôi đập cỡ đó đó anh em à, anh em hiểu cái lượng sức mạnh mà còn không này khi mà lên đủ đồ rồi nha.
Thì một chút tôi sẽ chỉ cho anh em cái mẹo luôn. Bữa nay gọi là có bao nhiêu chỉ hết bấy nhiêu này ơi. Không có giấu cha có ổ lộn xin lỗi, không có giấu ai trên này mà. Nói chung không có giấu ai được á. Còn giờ ban trụ nè, đập cái gõ cái đập cái, trời ơi này phải chưa, ai bắt hộ cái luôn nè. Ai nhảy qua ai coi đâu liêu anh trời. Đậu. Ôi trời ơi ôi ơi, pha này hơi nháo anh em ạ. Tôi tưởng nó có chiên một, ai về nó dùng, nó tận dụng chiên một, nó nhảy qua tường anh em ơi. Thôi chịu ơi, nói chung là chết cái này là chịu nha. Không có thể nào mà gọi là lý do lý trấu được pha này anh em ơi. Nói chung là ngu quá. Ừ rồi đã tao đâu rồi con. À, trời ơi. Yeah. Chưa kịp gáy nên em ơi, định gọi là cho nó trào đồm qua đó rồi. Tự nhiên cái dướng cái tường đấy mà, dạo này anh xây cái tường nó cao quá đấy em ơi. Quá, nhảy không qua nữa em ơi. Nói chung là thông cảm nha, lâu lâu cũng phải gọi là xử lý ngu một tí anh em ơi. Ai cũng phải phạm một chút sai lầm đúng không anh em. Sống ở đời không ngu đời không nể nè mà, đó là do tôi nói thôi nha, chứ ngoài đời không thôn lên tiếng nghe mấy ông. Tôi nói vậy thôi đó. Nata lên huân chương chơi đây lên dĩa đi con. Trời ơi pha đó nghĩ sao tôi đây một cái mẹo cho anh em nè, ăn chuối đi con. Trời ơi bò ơi, tao lại mày bò ơi, mày ăn gì tao cúng luôn á. Đầu game tới giờ nó là ba pha đó. Pha thứ nhất là ta nói là nó ca ớt cái bùa xanh. Pha thứ hai là nó ca ớt của mạng của tôi lên. Pha thứ ba là cái thằng giá ta. Trời ơi bò ơi, mày ăn gì tao cúng luôn cho. Đó là đây. Tào đầu đây con, ăn chuối đi mày. Trời ơi thơm. Ủa mày ai ăn vậy anh em? Bò ăn tiếp. Thằng bò ăn tiếp luôn á. Trời ơi biết tôi khổ bò quá anh em ơi. Sao mà cái con người gì đâu mà sao mà cứ ăn. Bò thì lo ăn cỏ đi, ăn chay đi. Cứ canh người và quái vật ăn không anh em ơi. Quá là khó chịu, quá là gọi là cây đắng bò đi. À đây. Nạp cạc 20 ngàn, đâu ra chuối đi con. Đúng không? Tôi mới nạp cạc 20 ngàn mà anh em. Đập phải gọi là lút cái đầu của thằng Jata luôn em ơi. Khá là thơm. Đó, anh em phải nhịp tươi phải gọi là nạp cạc vô nha. Diễn nó giỡn thôi. Ai mà thích nạp để có skin VIP á thì cứ nạp. Còn ai mà muốn có skin VIP mà giá là rẻ thì ghé shop ạc tôi. Tôi không có quảng cáo, tôi chỉ hướng dẫn cho anh em cách có skin VIP mà lại giá là rẻ thôi nha. Thì chỉ có con đường là vô shop ạc tôi mua thôi anh em ơi. Ạc vừa mắc lại vừa cùi á. Ok đây. 1 gậy, 2 gậy, 3 gậy, 4 gậy. Trời ơi sao kỳ vậy ta. Ủa sao gậy đầu tiên mình không có đam ta ngộ rồi ta. Đấy, game này lỗi quá anh em ơi. Này lỗi đúng lỗi luôn á thề. Đầu game đầu cái đập đầu tiên mà tôi không có đam rồi tôi thấy nó hơi quế vậy. Nhưng mà sao, nói chung là cũng giết được mạng con phái OLED. Đây tàng hình cái đó là sao biết được em, chiến thuật cả đây rồi ăn chạy lên quận nè mày. Thôi ôi nó còn ráng bắn cái lâu điểu đây em ơi, nó nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ nữa mà. Nói chung là thân ai nấy lo đi. Chơi cũng thân đó nhưng mà thân ai nấy lo. Đơn giản thế thôi. Còn giờ việc của mình giờ chắc là đi gọi là đi thăm lính thư thương để lấy một cái lượng vàng đó, để có đồ. Cái con ngộ không này có đồ nè, đập nó mới phê nên mà nó mới gọi là nhức nắp thôi anh em ơi. Có mình đập, mình muốn đập chân thật là nhức nắp tim bạn á thì mình phải farm nha, mình farm đi mình có đồ nha. À mày quên, nãy giờ ta nói là quên chỉ cho đẹp cái mẹo. Trời ơi tôi là tôi đập bạn có 2 cái mà bạn dùng cái anti bạn chạy rồi bạn. Bạn ma lóc, bạn thấy tôi là bạn trào đờm rồi bạn ơi. Đây 1 gậy nạp cạc 20 ngàn. Trời ơi sao mà tăng á, ý mà tăng cơ mà thấy tôi mà còn chạy anh em ơi. Hồi nãy thằng ma lóc tôi cho nó 2 gậy là nó muốn trào cái đờm ra rồi anh em. À có anh em thấy cái lượng đam mà tôi mang lại ghê chưa. Ê, khủng con là nhà bà lồ chứ. Thì giờ mình sẽ gọi là tập trung nói với cái video này em ơi, để hồi gọi là nhảm hồi cái quên nữa này mà. Thì á số đầu tiên anh em hãy lên cho mình đó chính là nói sao đi, mời ngân để chứ đâu nè. 1 gậy nè, rồi 2 gậy, 3 gậy lên bảng. Cái đơn giản thế thôi.
cuộc sống là vậy đây mà, cuộc sống nó phải gọi là nó đơn giản như thế. Tao giỡn lên em ơi, tôi đang sanh á, tao nói để cuối game là tôi đập nó là không có thốn đâu, tại vì giờ tôi đang có đồ đó, tôi đang ao vàng hơn nó cho nên tôi đập nó mới phê vậy đây mà. Chứ mà anh em nhây nhây đợi tới cuối game là ta nói nó rủ đồng đội nó quánh là coi như là ba má đang nhận không ra luôn nha. Rồi xác định lên vậy đi con. Trời ơi, thằng tu len là trận này gặp tôi là nó xui rồi em ơi. Nó được gọi là nó ăn chuối, nó ăn chuối mà ăn chuối canh nải anh em à. Ừ, chứ không phải là ăn một hai trái chuối đi, quá là buồn, quá là cay đắng cho bạn tu bờ len anh em ơi. Thì bây giờ nè, mình sẽ tập trung nói video đồ để thôi mình quên anh em à. Nãy giờ mình quên đó, nãy giờ mình quên, mình nói xàm xàm vậy đó. Thì á, shot đầu tiên anh em hãy lên cho mình đó chính là cái gì nè, đó chính là nửa cái món đi rừng mình luôn luôn chơi cái kiểu đó anh em ơi. Sau đó anh em lên cho mình là cái giày Hermes, giày tóc chạy anh em. Nói chung là giày đó là rất là có lợi luôn nha. Rồi đây đây mọi ngân. Ôi trời ơi, anh ơi tay mình đó. Anh nói anh gặp tôi là rồi lên dĩa đi con, ăn chuối đi mày. Rồi xong rồi lên dĩa luôn, đánh thường không cần làm gì cả, đánh thường thôi là cũng có mạng anh em ơi. Rồi tiếp theo là thằng mắt ma này nó mới, trời ơi rồi chết rồi anh em ạ. Thôi nói chung là mình được chiếm một kill cũng khá là thơm. Ok, nói chung là nếu mà pha này nè anh em thấy mình hay á, cho mình xin một like nha, một like thôi nha, một like để có động lực làm những clip hay bổ tiếp theo nha. Còn bây giờ mình sẽ tập trung nói video đội này ơi, nãy giờ quên á. Nãy giờ nó xàm xàm lên em biết quên á. Số đầu tiên anh em nửa cái món đi rừng, số thứ hai anh em lên cho mình là cái giày Hermes, số thứ ba lên cho mình là cái lại cái hoàn thiện cái món đồ đi rừng á, số thứ tư anh em lên cho mình là cái thanh kiếm sông đa bảo táp nè, rồi thư sinh phá nè, và cái số cuối cùng anh em cho mình là cái gì, cái phức hợp kiếm đó. Đập tình nói đập phê phê mà y chang như là anh em chơi cần anh em. Nói chung vậy á. Còn bây giờ thì có lẽ là trận đấu mới đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, hãy cho mình xin một like nè, một share, subscribe để kênh mình ngày càng phát triển, cũng như là cái động lực rất là to lớn để mình có thể làm những video hay nè bổ ích tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em ở clip ngày mai nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe anh em nữa, nhớ like đi nha. Tôi thích like lắm á.